Hello, xin mến chào tất cả các bác nhé. Alo, 1, 2. Anh em đang nghe trực tiếp trên bộ mic U900 anh em nhé. May test cho một bác khách. Anh Sáu Hiền anh em nhé. Anh ở An Giang. Và bác khách này trước thì cũng đã lấy hàng bên em rồi. Thì bây giờ anh muốn mua thêm một bộ mic này nữa để nâng cấp cái bộ dàn. Trước thì anh cũng đã mua một bộ rồi anh em nhé. Trước là cũng đã mua một bộ rồi, thì bây giờ mua thêm một bộ nữa để nâng cấp. Thì với cái bộ của U900 này thì anh em cũng nghe đến cái chất âm khi cô vợ anh em nhé, anh em nói trực tiếp trên cái mixer L10 anh em nhé, trực tiếp trên cái mixer L10. Và đây là có vợ thì tiếng nó sẽ như thế này đây. Alo, 6 7. Anh em nghe tiếng nó rất là êm đúng không ạ? 1 2 5 6 7. Tắt vợ đi. Và đây là cái đầu thu mic của chúng ta anh em nhé. Đấy, đây là cái đầu thu. Đầu thu này thì hiển thị sóng này, hiển thị nói AF này, sóng này và các tần số. Đây, chỉnh volume anh em nhé. Cái bộ mic này chỉ có một đầu thu và một tay mic thôi anh em nhé. Với cái bộ mic này là chỉ có một đầu thu, một tay mic và giá hiện tại là 3.500.000 đồng. Thì đây là cái chất âm của nó. Anh em thể nghe thấy cái chất âm này rất là đẹp đúng không ạ? Đây là tiếng thô em nhé, chưa qua reverb, chưa qua echo. Thì bây giờ sẽ cho một chút echo vào để anh em nghe nhé. Alo, 6789. Đấy thì anh em thấy nghe thấy tiếng echo đúng không? Rất là êm, rất là nhạy đúng không ạ? 1, 2, 5, 6. Với cái bộ mic này thì nó rất là mạnh, là tiếng của nó rất là trầm ấm anh em nhé. Đây là tiếng thô của nó nhé anh em nhé. Còn đây sẽ là tiếng reverb. 6789. Anh em thấy tiếng vật của nó hay không? Rất là hay. Thì kết hợp ở đây thì em sử dụng một mixer L10. Mixer này giá hiện tại chỉ có 7 triệu anh em nhé. Nhiều anh em muốn có một cái video về ghép mà U900 và L10. Vì anh em muốn đi sự kiện, muốn đi sự kiện thì muốn dùng một cái mixer và sau đó dùng một cái mic cao cấp, một cái micro cao cấp để anh em đi sự kiện, thì đây là một cái phương pháp để anh em có thể là tham khảo anh em nhé. Em test cho anh em được tham khảo cái chất âm của nó anh em nhé. Chất âm rất là hay. Và một cục đẩy ở đây em sử dụng có một cục đẩy là MA1003 anh em nhé. MA1003 sử dụng hai kênh thôi, đánh hai loa. Đúng không ạ? Đánh hai loa. MA1003 này thì công suất là 1003 anh em nhé. Đúng tầm anh em đi sự kiện luôn. Đấy, thì anh em thể tham khảo thấy anh em nhé. Và loa thì em sử dụng đôi loa Z12 bass 30 anh em nhé, một dòng loa cao cấp nhất của LX, giá hiện tại là 22 triệu. Đó, thì với cái cấu hình đơn giản như thế này thì chủ yếu là ngày hôm nay em muốn test bộ mic và test con mixer này để anh em cùng tham khảo cái chất âm của nó anh em nhé. Chất âm thô và nó khi mà đã có vợt rồi thì anh em thể nghe thấy cái tiếng vật của nó khá là sâu anh em nhé, khá là sâu. Cái tiếng vật này thì để mà anh em hát chuyên nghiệp thì rất là ok anh em nhé, rất là ok. Với cái tiếng vật này thì nó rất là sạch, sạch là cái thứ nhất, cái hai nó sâu. Đó, thì với cái bộ mic này thì anh em có thể ghép được cả vang số anh em nhé, chơi gia đình. Sóng của nó rơi tầm khoảng độ là 100 cho đến 150 mét. Đấy, anh em có thể chơi tốt trong gia đình, chơi tốt trong karaoke kinh doanh, hoặc là chơi tốt trong karaoke chơi sự kiện anh em nhé. Thì sóng nó rất là tốt, cái chất âm của nó mang lại cực kỳ là ổn định. Đó, và không để anh em chờ lâu nữa thì bên em sẽ hát thử cho anh em nghe với cái chất âm của mic U900 và một chiếc mixer, đó là chiếc mixer L10. Với chiếc mixer này là chiếc mixer cơ anh em nhé, chỉnh tay 100%. Và các chế độ thì con này có hai chế độ, một là echo, hai là reverb anh em nhé. 6 7 9. Ok chưa? Và đây anh em thể nhìn thấy e. Anh em đang nói trực tiếp trên mixer anh em nhé. E 1 2 5 6 7 8 9. Anh em thấy chưa? Ok, thì mời anh em cùng đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm của cái bộ mic này anh em nhé. Quân sẽ hát cho anh. Cho anh em cùng nghe nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, ok. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
đêm đông thành phố mưa bay, khuya nay em đã đi rồi, chuồng nhìn nhau tình đời ngang trái. Một năm yêu trong biển sâu, giặt áo nhà ai em về với rồi, ok. Đó, thì anh em thể thấy đó. Với chiếc mixer này thì anh em thể thấy là cái chất âm của nó rất là ok đúng không? Đó, chất âm rất ok. Ngoài mixer và bộ micro anh em nhé, thì với bộ này giá hiện tại chỉ 3.500.000 đồng thôi anh em nhé. Anh em có thể là tham khảo, và anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó. Giá rất tốt và cái chất âm của nó mang lại cực kỳ tuyệt vời. Ok anh em, chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em ở những clip lần sau. Anh em xem video thấy hay thì nhớ cho xin một like, một đăng ký kênh em nhé. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.